vị, thưa các đồng chí, đến với chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được khám phá những điều tuy lạ mà quen, tuy quen mà mới, và vì mới nên chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đó là được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của những người đồng chí, đồng nghiệp rất đỗi thân quen với chúng ta. Ẩn chứa đằng sau sự thân quen đó là tài năng ca hát của mỗi người mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá. Và không để quý vị phải chờ hồi hộp lâu hơn nữa, tiếp theo chương trình sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với một tiết mục Hành Khúc Tòa Án, sáng tác Vũ Hoàng, do tốp ca nam nữ cùng tốp múa phụ họa của Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.